Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Minicam phần thứ 3. Trong chuyên mục Minicam ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về các công cụ trong MiniWorld nha. Ở phần trước, chúng ta đã chia sẻ cách làm đầy khu vực bằng cát khói với các công cụ hỗ trợ trong MiniWorld rồi đúng không nào? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các phương pháp sao chép khu vực đã chọn bằng các công cụ hỗ trợ trong game. Trong quá trình xây dựng bản đồ, các bạn có thể thường nhìn thấy các cấu trúc công trình đối xứng hoặc các khu vực nhà cửa, công trình lặp đi lặp lại nhiều lần. Và nếu bạn cứ xây dựng lặp đi lặp lại như vậy thì chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Sự nhàm chán trong việc xây dựng đó sẽ dẫn đến tâm lý chán nản khi cấu trúc xây dựng quá lớn hoặc quá nhiều, dẫn đến chất lượng bản đồ sẽ ngày càng giảm. Cho nên để khắc phục điều đó, MiniWorld cũng đã có các công cụ và các chức năng giúp cho việc xây dựng hoặc sao chép khu vực công trình đã chọn một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các cách có thể thực hiện nhé. Chế độ chọn vùng máy chỉnh sửa địa hình. Cách đầu tiên và đơn giản nhất để có thể sao chép khu vực công trình là sử dụng máy chỉnh sửa địa hình. Ở phần trước chúng ta đã biết về chế độ chọn khu vực khi bấm Tab đối với PC hoặc biểu tượng công cụ này đối với BE. Đây cũng là chức năng giúp cho chúng ta có thể sao chép khu vực công trình một cách nhanh chóng. Để bắt đầu, các bạn cần quét khu vực muốn sao chép bằng máy chỉnh sửa, sao cho khu vực đã chọn bao quát hết công trình mà chúng ta muốn sao chép. Sau đó chúng ta sử dụng chức năng sao chép ở ô số 3. Như vậy là chúng ta đã sao chép công trình trong khu vực đã chọn. Để tạo lại công trình đã sao chép, các bạn tiếp tục bấm vào chức năng dán ở ô số 4 để có thể tạo ra công trình đã sao chép ở bước trước đó. Sau đó, dựa vào hình ảnh 3 chiều của công trình, chúng ta hãy di chuyển đến một vị trí mới, rồi bấm chuột một lần nữa. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất việc sao chép công trình đã chọn rồi. Với cách sử dụng này sẽ giúp các bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng cũng có một số hạn chế cần lưu ý khi sử dụng. Thứ nhất, công cụ máy chỉnh sửa địa hình chỉ có thể sao chép các khu vực 64x64x64 và không thể xoay hoặc thay đổi hướng của các công trình có sử dụng nhiều khối vuông đặc biệt như là khối cầu thang hoặc là một số khối đặc biệt khác. Thứ hai, các công trình càng lớn thì máy tính hoặc là thiết bị điện thoại yếu có thể dẫn đến tình trạng lắc game, đứng game hoặc văng game, nên các bạn hãy cẩn thận và cân nhắc khi sử dụng cách sao chép này nha. Ngoài ra, chúng ta cũng còn một cách khác được tối ưu tốt hơn và ứng dụng được nhiều trường hợp hơn. Với cách thứ hai này, bạn sẽ cần phải kết hợp một số lốc và vật phẩm mà game đã cung cấp như sau. Khối sao chép kiến trúc, dùng để khoanh vùng khu vực cần sao chép. Bản thiết kế bàn xây dựng, dùng để kích hoạt vùng đã chọn. Trang giấy, dùng để tạo bản thiết kế sao chép. Khối đá điện, dùng để kích hoạt bản thiết kế. Cờ lê, dùng để thay đổi bề mặt, trục và hướng của khu vực sao chép. Tuy cách này hơi nhiều bước và nhiều công cụ, nhưng tin mình đi, đây là cách sao chép cực kỳ hiệu quả mà bạn sẽ sử dụng rất nhiều lần trong xây dựng đó. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cách sử dụng luôn thôi nào. Đầu tiên, để sao chép, chúng ta cần tạo một khu vực cần sao chép bằng khối sao chép kiến trúc. Các bạn đặt một khối ở điểm bắt đầu. Sau đó đặt tiếp một khối vuông tương tự ở góc chéo của hình lập phương, sao cho hai khối khi kết nối sẽ tạo ra một khu vực xung quanh, bao quanh kiến trúc của chúng ta đang cần sao chép. Tiếp theo, sau khi đã tạo xong khu vực, các bạn cần quay lại lốc đầu tiên mà chúng ta đã đặt bên dưới, dùng bản thiết kế bàn xây dựng đặt cạnh khối sao chép kiến trúc. Lúc đó các bạn bấm vào bàn xây dựng một lần nữa, cửa sổ bàn xây dựng sẽ hiện lên. Các bạn bấm vào trang giấy đang được hiển thị trong phần chọn nguyên liệu, rồi đặt một cái tên cho bản thiết kế của chúng ta. Cuối cùng bấm vào chữ chế tạo, đợi vài giây và như vậy là chúng ta đã tạo được một bản thiết kế sao chép rồi. Giờ thì bạn chỉ cần bấm vào bản thiết kế sao chép đã tạo, rồi thoát cửa sổ thì trên tay mình lúc này đang có bản thiết kế rồi nè. Và để tạo lại công trình đã sao chép thì các bạn chỉ cần cầm bản thiết kế trên tay, chọn một vị trí mong muốn, đặt bản thiết kế xuống. Lúc này bản xem trước 3 chiều sẽ được hiển thị để bạn có thể canh được các vị trí và các góc của công trình. Khi đã lựa chọn ưng ý, bạn chỉ cần đặt khối đá điện kế bên hoặc là những lốc cung cấp điện có trong MiniWorld và chờ đợi cho đến khi kiến trúc đã sao chép được tạo ra hoàn tất. Vậy thì cái cờ lê để làm gì ta? Ngoài có thể dễ dàng thay đổi các hướng của bản thiết kế trong khi sử dụng, các bạn còn có thể sử dụng cờ lê để hỗ trợ thêm cho bản thiết kế của chúng ta để có thể thay đổi các góc hoặc thay đổi lực chiều các công trình mà chúng ta đã sao chép. Với cách sao chép thứ hai này, tuy các bạn sẽ cần mất một chút thời gian để chờ đợi các công trình được sao chép lại, nhưng sẽ giảm được các vấn đề về lắc game hoặc là văng game. Kèm với đó, còn có thể kiểm soát được các hướng, góc và chiều của công trình một cách đơn giản và tối ưu hơn. Ok, và như vậy là hôm nay chúng ta đã hướng dẫn các bạn những cách để có thể sao chép khu vực đã chọn bằng công cụ hỗ trợ trong MiniWorld. Cũng rất đơn giản đúng không nào? Ở phần tới, mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các chức năng hỗ trợ khác trong việc xây dựng bản đồ.
Cho nên các bạn đừng bỏ lỡ các hướng dẫn hữu ích trong chuyên mục hướng dẫn xây dựng của Minicam nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chuyên mục lần sau. Bye bye!